data science ấy, thì VNUK là trong số hiếm những cái trường đại học mở cái ngành này ngay từ khi mà mình thuộc vào, ngay từ khi mà mình muốn học đại học. Vì mình đã research rồi thì thực sự là ban đầu thì mình không có ý định sẽ học ở VNUK cho đến khi mình thấy VNUK mở ngành data science ngay tại năm này thì mình đã nộp vào. Mình nghĩ là đó là một cái dấu hiệu cho thấy là VNUK bắt kịp những cái xu hướng lao động, những cái xu hướng ngành nghề hot cho tương lai, và cũng như là VNUK biết cách tạo ra được một cái, biết cách đào tạo những cái bạn sinh viên để đáp ứng cái nhu cầu lao động của thị trường. Thì đó là lý do vì sao mình chọn VNUK. Mình nghĩ đây là một ngành khá là thú vị, bởi vì khoa học dữ liệu nó rất là rộng, và sau khi học xong thì mình sẽ có những con đường khác nhau, ví dụ như là ứng dụng vào khoa học xã hội, hay là làm về sinh học, y học, hay là ứng dụng vào kinh tế và business, thì nó có những cái con đường rất là khác nhau. Bởi vì data science thì kể cả trên thế giới nó cũng là một cái ngành rất là mới, và sẽ có những cái mục tiêu chính, những cái yêu cầu chính, những cái nhu cầu chính khi mà người ta đào tạo ra những cái sinh viên của ngành data science. Một thời gian ở bên UK thì mình đã biết cách viết một cái ngôn ngữ gọi là ngôn ngữ học thuật, văn phòng học thuật, và mình biết cách làm một cái bài báo khoa học, mình biết cách sử dụng thành thạo những cái thứ cơ bản nhất trên máy tính, ví dụ như là Office, thì cũng như là mình học cách giao tiếp với các bạn, mình học cách làm thế nào để mà hợp tác cùng các bạn để mà tổ chức được những cái dự án, hay là cùng nhau làm đi một cái chuyến đi từ thiện. Thì mình nghĩ đó thực sự là những cái điều mà VNUK đã mang đến, mà mình gọi đó là những cái giá trị. Thì sau này mình nghĩ là trong tương lai khi ở VNUK thì mình sẽ có thêm nhiều kỹ năng cũng như là nhiều kiến thức chuyên môn hơn, mà mình có thể dựa vào những kỹ năng và những kiến thức chuyên môn đó mình có thể nâng cao bản thân để mà sau này mình có thể đóng góp được cho khi mà mình ra trường. Thì mình nghĩ là về chắc chắn là về kiến thức học thuật cũng như là những cái ngành, những cái kiến thức chuyên môn đặc thù thì VNUK sẽ bổ sung cho mình rất là nhiều sau những cái năm học, trong những cái năm học tiếp theo ở VNUK. Khi mà mình ngồi vào data science thì mình nghĩ là mình sẽ đi theo hướng business và kinh tế rồi, bởi vì là nếu như mà mình có thể ứng dụng data science giải quyết những cái vấn đề kinh tế của đất nước, hay là tạo ra những cái giải pháp cho doanh nghiệp, thì mình nghĩ mình có thể đóng góp một phần bản thân và xã hội chẳng hạn. Thì sau này thì mình chắc chắn là khi mình học xong những cái kiến thức nền về data science, mình sẽ học thêm những cái khóa về kinh tế hay là business để mà mình có thể kết hợp hai cái một cách hài hòa. Và còn về những cái dự định thì mình nghĩ là mình đã có một cái con đường là mình sẽ đi theo cái hướng đó. Vậy thì mình sẽ chẳng hạn như là tham gia nghiên cứu, hay là tham gia những cuộc thi startup, hay là rèn luyện thêm về cái khả năng code của bản thân chẳng hạn. Thì đó là những cái thứ mình sẽ plan trong cái thời gian biểu cá nhân của mình rồi, và mình cũng xác định ra những kỹ năng mình cần trong cái ngành nghề đó. Ví dụ như là mình cần một cái kỹ năng tính toán, hay là mình cần một cái kỹ năng lập trình, cũng như là mình cần biết giao tiếp, và mình cần có một cái, ít ra là mình cũng biết cách hiểu và nên có cái gọi là cái thông minh cảm xúc, bởi vì mình sẽ ứng dụng cái công nghệ để giải quyết những cái bài toán của khách hàng. Vậy thì mình phải hiểu khách hàng và mình giao tiếp được với khách hàng. Thì đó là những cái kỹ năng, thì chắc chắn là kỹ năng mềm cũng cần phải phát huy và phải cải thiện. Đó sẽ là những cái điều mình hy vọng bản thân sẽ cố gắng làm được.